Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 23 cái token MSQX tương đương với 10 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì chatbot, tiếp theo kích chọn start. Rồi sau đó chọn continue. Và mọi người sẽ nhập cái mã code nhé. Rồi sau đó thì sẽ join vào Twitter này và retweet này. Chọn theo dõi cho mình. Quay trở về. À còn retweet bài đăng đấy nhỉ. Rồi sau đó quay trở lại này. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Medium. Thì ở đây thì mọi người sẽ phải bật VPN lên. Rồi chọn follow này. Rồi, quay trở lại bot. Mọi người kéo lên. Và ở đây thì mọi người sẽ follow cái Twitter này và retweet bài đăng này. Rồi đã follow, đã retweet. Và mọi người sẽ gửi cho nó username của Twitter nhé. Rồi tiếp theo thì sẽ gửi username của Medium. Rồi tiếp tục chọn đôn. À chưa join thì sẽ phải join. Rồi mọi người join vào cho mình. Quay trở lại này. Follow Twitter ở trên kênh này này. Rồi đã follow này. Sau đó chọn đôn này. Rồi sau đó mọi người tiếp tục nhập địa chỉ ví Polygon Matic ở trên ví trước là ví MetaMask. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.